À, chào các bạn. À, bữa nay là ngày 2 tháng 12 năm 2024, còn 1 tháng nữa là hết năm cũ rồi các bạn. Thì video bữa nay thì đầu video mình chia sẻ cho các bạn một cái niềm vui, đó là đang có một cái con lộ nó thi công ngang ngang chạy của mình, ngang đầu đất của mình luôn. Thì cái lộ này thì mặt nhựa nó là 3,5 m, cho nên là khi mà nó hoàn thành á, dự kiến là tháng 6 năm 2025 là nó sẽ hoàn thành đó các bạn. Cho nên là lúc đó thì xe 4 bánh nó đi tới được chạy của mình luôn rồi. Các bạn thấy chạy mình ở trong đó đó các bạn. Đang đắp cái đường đi lên 4 mét này. Thì hồi trước giờ là cô chú anh chị nào mà đi xe hơi tới tới chỗ của mình đó, thì đa số là mình hướng dẫn tới trạm y tế xã Nhân Phú hoặc là ủy ban xã Nhân Phú, rồi mình chạy xe máy ra mình đón vô. Đây ra cách đây kia cách ra đường nhựa đó khoảng 2 km đường đan. Đan 2 mét. Thì trước đó 2 năm thì đi đi bằng cái đường 5 tấc à. Nhớ lại thì cái lúc mà khởi nghiệp á, là mình đi cái đường đi rất khó khăn các bạn. Khó khăn vô cùng tận. Nói chung là lúc đó lúc lúc mới làm á, thì làm cái này cũng khoảng gần 10 năm rồi. Cho nên là lúc mới làm thì đường đi nó khó khăn cực kỳ. Cái đường đan 5 tấc. Nhưng mà các bạn biết là cái đan nó lót trên cái bờ đê bao á, cho nên là nó cứ cạp nó bồi đắp hoài à, cho nên là nó cạy lên rồi nó cạy lên lót lại. Cái đường đi 5 tấc mà nó cũng ổ gà ổ voi tùm lum hết trơn à, rất là khó đi. À, bây giờ có được cái đường nhựa này thì rất là mừng luôn các bạn. Bữa nay chia sẻ cho các bạn thông tin để các bạn mừng giùm mình luôn nha các bạn. Cũng như là cảm ơn tất cả các bạn cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ mình trong từ cái lúc mà khó khăn không có đường đi cho tới bây giờ nha các bạn. Thì video bữa nay thì cũng như là mọi hàng tháng là mình đều chia sẻ thông tin chim gà kiển của mình để cho các bạn nắm. Thì khoảng 2 tuần giờ ở đây thì nhiều cô chú anh chị điện tới thì mình thông báo là mình hết hết gà tre mini, tạm hết. Mình thông báo là tạm hết chứ không phải là hết. Tạm hết gà tất cặp. Các bạn thấy ở trong cái lồng này là gà 2 tháng hơn rồi. Mình đang chuẩn bị cho nó ra ngoài cái ô chuồng lớn đó các bạn. Thì gà này thì các bạn thấy nó nhỏ chứ nó hơn 2 tháng rồi. Tại vì nó nhỏ con thôi, tại vì đa số cái thời gian gần đây là mình chọn những cái bộ giống bố mẹ nó nhỏ con cho lại thôi, chứ còn tại vì đa số là cô chú anh chị là thích nuôi cái giống gà nhỏ con à, cho nên là mình chọn những cái giống gà nhỏ con mình trở lại mình nuôi. Cho nên thì các bạn giờ thấy 2 tháng với 3 tháng nó cũng y nhau à, cũng như là cái bầy này là 2 tháng hơn phải không, một lát nữa ra nhập chung với cái bầy 3 tháng ngoài kia luôn. À, cũng như là lúc này là đang ở trong giai đoạn vaccine cho nên là mình chưa có tách cặp ra nha các bạn. Thì tầm khoảng một tuần nữa thì mình sẽ tách cặp ra. Nên tách cặp ra thì mình có để giá tiền cụ thể lên trên trên từng cặp để cho cô chú và các anh chị và các bạn mình xem lựa cho nó dễ. Thì thông thường thì đầu tháng thì mình làm video để chia sẻ thông tin đến cho các bạn để các bạn nắm rõ. Cái ô này thì nó tầm khoảng 40 con, kết hợp với 2 ô ngoài kia thì khoảng 60 con nữa thì khoảng tầm 100 con đó. Thì trong tháng này thì mình sẽ nói chung là mình lựa những cái cặp nào nó lớn mình tách ra trước, tại vì mình ở ngoài kia mình có 20 cái ô chuồng à, mình sẽ tách ra trước. Mình bán trong tháng này thì sẽ tầm được khoảng 100 con. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì chưa có nha các bạn. Để các bạn xem clip các bạn thấy số điện thoại thì có cái là ngoài gà tre thì một lát nữa có chim công rồi để cho các bạn xem nữa. Chim công thì nó phát triển được cái giai đoạn nào bên lớn thì giá tiền thì chút xíu nữa sẽ có chim công. Bây giờ là đem nó ra chuồng cho nó phơi nắng, nó có cát rồi luôn, nó phơi nắng nó tắm cát rồi. Chứ ở trên cái lồng này thì không có gì hết trơn các bạn. Ở trên cái lồng này thì chỉ có đồ ăn thôi chứ không có cát để bơi tắm nắng giống như mấy cái ô này. Các bạn thấy mấy cái ô chuồng mới mình làm nè, nắng vô rất là nhiều. Bây giờ là 8 giờ mấy, gần 9 giờ sáng rồi. Các bạn thấy nắng nắng nó vô rất là thoải mái con gà. Tại vì con gà, các bạn chắc con gà là nó thích nắng, nó thích ấm chứ nó không có thích mưa lạnh. Mưa lạnh là con vịt nó mới phái thôi. Mưa lạnh là con vịt nó phái tắm rồi này kia, con vịt nó mới phái thôi.
Trong cái ô này thì có được khoảng chục con gà tre Bắc các bạn. Các bạn thấy bây giờ nhập chung nó vô tấp lớn luôn. Ở trong này là nó ba bốn lứa lận. Tại vì gà tre Bắc là mình đang trong cái giai đoạn mà gây giống, phát triển gây giống. Mình chia sẻ với các bạn là gà tre Bắc là mình chưa mà mình tạm thời chưa có bán gà tre Bắc. Gà tre Bắc này trong đây tới ba ba bốn lứa vậy, tại vì mình mua một bộ bố mẹ ngoài kia để nó đẻ ra, rồi mình mua thêm mấy hai bầy gà con ở chỗ khác về nữa là nuôi nuôi lớn lên đây. Các bạn thấy bây giờ là cộng thêm mấy cái con gà tre mà cái bộ gà lớn nó đẻ nữa. Cho nên là gà tre Bắc thì mình đang có được khoảng tầm 30 con nè, nhưng mà chưa bán, tại vì cái mình còn phải tuyển lại những cái con nào đẹp mình để mình gây giống mà mình phải tuyển lại đẹp thôi. Còn bây giờ các bạn hỏi bất tử thì mình chưa có bán, tại vì ở đây đó là quan điểm của mình rõ ràng, bán á là phải có hình ảnh rõ ràng. Nhiều cô chú anh chị là điện là cứ nhiều khi là người ta mua chim công hay mua gà kiển thì người ta nói anh tin tưởng em cứ lựa em thấy đẹp là được. Thì xin thưa với các bạn là mình nuôi á, mình bán á, con nào mình cũng thấy đẹp hết chứ. Có nghĩa là cái vẻ đẹp á, thì nó phải tùy vào mỗi người. Ví dụ như là mình thích cái màu bông đen trắng, còn các bạn thì thích màu bông trắng vàng, rồi thích gà cú, rồi thích gà điều, rồi thích gà đen, rồi thích, nói chung là thích màu nhạn tùm lum hết. Nói chung là các bạn yêu cầu vậy thì nó rất khó. Nói chung là lựa thì mình đa số là mình mua là mình gửi hình qua Zalo cho các bạn xem hình sao thì gửi gà y vậy. Các bạn chịu thì các bạn mua thôi, chứ còn khi mình lựa giùm là mình không biết đường sao lựa đâu. Lựa gửi tới chỗ nó trời ơi gà sao mắc, nó xấu mà nó mắc, tại vì mình bán mà con nào cũng đẹp chứ. Các bạn mua thì các bạn chê chê con này xấu con kia đẹp, chứ mình bán con nào cũng đẹp chứ. Với hơn nữa là một số cô chú anh chị là hỏi là gà 3 tháng giá nhiều, 2 tháng giá nhiều, thì xin thưa cô chú anh chị các bạn là mình phải hiểu là cái con gà kiển á, mình định giá con gà kiển nó không có giống như con gà thịt. Nó không giống như con gà thịt. Ví dụ như con gà thịt á, thì các bạn dựa vào số ký hoặc là dựa vào số ngày tuổi, ví dụ gà tơ, gà già hay gà cứng, gà này kia thì nó có giá khác nhau. Còn con gà kiển là mình dựa theo cái con gà nào nó đẹp nó xấu. Ví dụ như con gà nó 2 tháng tuổi nhưng mà nó cái dáng nó đẹp, màu nó đẹp thì nó mắc tiền. Còn con gà 5 6 tháng tuổi, 7 8 tháng tuổi, thậm chí nó tới giai đoạn sinh sản luôn mà nó màu nó xấu, dáng nó xấu thì nó vẫn rẻ bình thường, thậm chí là xấu quá thì bán giá cái gà thịt luôn đó. Còn nó nhỏ mà nó đẹp là giá nó cao à. Cho nên là mình xác định là dựa vào cái con xấu hay con đẹp, chứ không phải là con nhỏ mà giá nó thấp. Có nghĩa là con nhỏ mà cái giá nó thấp thì nó thấp chút đỉnh thôi, tại vì chủ yếu là nó dựa vào đẹp xấu mà. Cho nên là cô chú chỉ là hỏi mua gà là chắc bắt buộc phải có hình mới báo giá được. Đa số là cũng hỏi là ví dụ như cái cô chú điện điện tới hỏi đẹp giá nhiêu, xấu giá nhiêu, đẹp là đẹp cỡ nào, còn xấu là xấu cỡ nào, mình phải có cái hình ảnh thực tế đó là mình mới 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 mới, 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 mới hình dung có được. Chứ bây giờ đẹp thì bây giờ báo giá gì cũng được, đẹp thậm chí là báo giá, ví dụ như mấy con gà tre Bắc này các bạn, có một những cái anh chị em người ta chơi cái gà mà chuyên để đi thi hay là những cái dòng mà chuẩn này kia đó, giá nó cả chục triệu con là bình thường. Giá nó chục triệu con bình thường. Ví dụ gà Sigama thì 5 triệu 7 triệu con là bình thường đó. Thì cho nên là các bạn hỏi đẹp là giá nhiêu, xấu giá nhiêu là cũng không trả lời được luôn. Mà không trả lời được thì các bạn không có vui đó. Cho nên là ở đây là quan điểm rất rõ ràng, ở đây là thứ nhất đó, cái tiêu chí để mà mình bán gà đó là phải làm vaccine cho nó đầy đủ. Trừ khi là các bạn mua gà con, gà bầy gà con đó, thì mình cũng chia sẻ luôn là ví dụ như các bạn mua gà con thì mình nói là ví dụ gà con nó 10 ngày tuổi 20 ngày tuổi mình đã làm vaccine đó rồi, thì để cho các bạn nắm, các bạn có thể về các bạn làm vaccine thông. Còn đặc biệt là cái những cái con gà mà tách cặp á, đặc biệt là những cái con gà tách cặp đó là mình phải làm vaccine
đầy đủ để cho các bạn, tại vì ở đây mình số lượng nhiều á, mình dễ làm vaccine, còn các bạn ví dụ mua về 1 cặp 2 cặp các bạn đâu có làm vaccine được, tại vì cái vaccine đa số là cái liều nó rất là nhiều, 100 200 con không à. À, cho nên là vaccine lẻ một hai con là hầu như nó không có, ít lắm. Đó, cho nên là ở đây mình làm vaccine cho nó đầy đủ, thứ hai nữa mình để cho nó gà nó sung sung, nó sung sung tí. À, ví dụ như là trong cái em các bạn thấy cái trong cái bầy này chứ nó tới hai tớp, là tớp gần 3 tháng và một tớp nó gần nó hơn 2 tháng một chút. À, nhưng mà nó các bạn thấy giờ mà cô không biết cái loại nào mà 3 tháng, loại nào 2 tháng đâu. Có những con mà khi mà ví dụ như cái bé bây gà bông rồi đi, là mai mốt nó tới 3 tháng thì nó cũng không lớn hơn nhiều. Bây giờ nó mà mình cũng không phân biệt được cái con gà bông nhỏ này là 2 tháng hay 3 tháng rồi. Tại vì nó nhỏ con chứ không phải là nhỏ tháng. Nhầm con là nó nhỏ con chứ không phải là nhỏ tháng nha các bạn. Đó, cho nên là mình dựa vào cái số gram đó mình để đoán tháng nó là không đúng. Có con thì đẻ luôn nó có 200 gram, 250 gram mà. Đó. Còn có con thì nó mới 3 tháng thì nó đạt tầm 200 gram rồi. Là cái bé gà cú cú bông rồi nè. Cái bé này là nhỏ con nè. Mà theo mình đánh giá là cái bé như thế này là đẹp nè. Nhỏ con nó tròn ẵm chút xíu mà cưng lắm. Đó. Cái con này thì trưởng thành thì nó tầm 250 gram mà, 300 gram mà. Con trắng này thì bự hơn tí. Nói chung là trung bình nó cũng khoảng 350 gram thôi. Đó, cho nên là cái tiêu chí ở đây là mình vaccine đầy đủ. Tiêu chí để tách cặp nha là vaccine đầy đủ. Nó phải qua cái giai đoạn sông đèn đi. Các bạn thấy mình thả vậy chứ ban đêm mình vẫn đốt cho nó cái bóng đèn nha, để cho thằng nào lạnh thì nó lại nó ấm nha. Tại vì thời tiết lúc ngày nó thay đổi thất thường các bạn ơi. Bởi vì mình làm kỹ vậy đó mà nhiều khi tới tay các bạn nó còn gặp trục trặc kỹ thuật đó. Nhiều khi mình nhận tiền của khách rồi, ví dụ mình quay cặp đó mình chia sẻ lên lúc quay nó ok rồi, nhận tiền của khách xong rồi tới ngày gửi á, cái bắt đầu nó bị buồn buồn, nó mặt tái tái ủ ủ rũ là mình biết nó nhiễm bệnh gì đó, cho nên là phải điện tới xin người ta quản lại hoặc là chọn cặp khác hoặc là hoàn tiền đó. Cho nên là gà nhỏ nhỏ mình không dám, mình không có dám bán sớm mà người ta mua lẻ, người ta về người ta, các bạn mua về khách hàng mua về là kiểu như là nhiều khi nó bệnh người không biết rồi để nó bệnh thì nó chết, tội nghiệp nó là chính, rồi các bạn lỗ là phụ, nói chung là mình tội nghiệp đó. Chia sẻ cho các bạn cái phần gà tre mini nha các bạn. Phải các bạn khoảng một tuần nữa mình có lại tất gặp lại. Còn bây giờ là qua chim công ở đây các bạn. Về cái con chim công á thì có thể báo giá cho các bạn theo cái giai đoạn tuổi được nè các bạn. Nó cũng là hàng kiểng nữa nhưng mà nó cái đặc tính của nó là lớn lên thì ví dụ như công xanh thì lớn lên thì con nào cũng màu xanh y chang với nhau à. Nuôi đủ năm thì nó cũng ra đuôi, nó cũng xẻ, nó cũng múa y nhau à. Trừ những cái trường hợp như ví dụ như là nó có tật con quyền thì nó khác những cái con bình thường, ví dụ như nó quẹo đuôi hay là nó quẹo ngón giò hay này kia thì nó khác những cái con bình thường, giá nó sẽ rẻ hơn những con bình thường thôi. Còn lại những con bình thường như thế này nó không có tật, không có gì hết, thì ví dụ các bạn giờ thấy nguyên bầy rất là nhiều vậy thì mình vẫn có thể báo giá chung một phát một, ví dụ như cái lứa này là 8 tháng tuổi thì giá nó 6 triệu một cặp, là cặp nào cũng 6 triệu hết chứ không có con nào đẹp con nào xấu luôn. Chim công thì chim công xanh này thì chỉ có phân biệt con bệnh hoạn có tật với con khỏe mạnh thôi, chứ còn không có con nào đẹp xấu, chứ màu sắc nó y nhau à, con trống nó y nhau và con mái y nhau luôn, nó không giống như con gà nãy đó. Cho nên là bây giờ mà các bạn muốn báo giá thì báo giá trực tiếp cho bạn cái bầy công 8 tháng tuổi này là 6 triệu một cặp. Rất là dễ. Thay công thì mình dựa theo cái tháng tuổi, ví dụ công bao nhiêu tháng thì bao nhiêu năm tuổi. Công nó sống rất là thọ nha các bạn, chim công nó sống rất là thọ nha. Chim công nói chung là mình nuôi hơn 5 năm rồi nhưng mà mình thấy nhiều anh em ta nuôi con mười mấy năm là chuyện bình thường.
sống nó thọ rất là thọ đó các bạn. Sẵn này cũng chia sẻ về con chim công luôn nha. Các bạn hôm nay cũng có hình như là hai bạn nhắn tin cho mình là hỏi có chụp hình gửi trứng chim luôn, có nghĩa là bạn mua trứng chim công và hỏi mình nhiều kinh nghiệm coi có phải trứng đó là trứng chim công không bạn mua. Thì xin thưa với các bạn là trứng chim công á, nếu mà lúc này á là không có trứng chim công nha các bạn, rất là ít, tại vì mùa này á là không phải là mùa đẻ của nó, đa số cái mùa đẻ của nó là cái tầm từ tháng giêng cho tới tháng 6 âm lịch đó các bạn, cái đó là cái mùa đẻ của nó đẻ vào cái mùa đó thì cái tỷ lệ cái trứng có phôi có cầu á ấp được á là nó mới cao. Còn cái mùa này là ví dụ như nó có mấy cái con mà nó đẻ nghịch mùa á thì cái số lượng rất ít, mà ví dụ như nó có trứng công mùa này thì nó cũng không có phôi nha, thì tại vì đa số mùa này là cái con trống nó đang thay lông. Mà các bạn biết cái đặc tính của cái con chim công trống á là nó thay lông, nó không có đạp mái, nó không có đạp mái đó, cho nên là nguyên cái mùa thay lông là không đạp mái. Thì nguyên mùa thay lông nó tầm khoảng 6 tháng các bạn. Chim công trưởng thành á, chim công trống trưởng thành á thì 1 năm 12 tháng á thì nó phân ra làm hai, 6 tháng á thì nó thay lông, nó hoàn thiện bộ lông nó, còn 6 tháng nó 6 tháng cái bộ lông hoàn thiện nó là để dùng để mà đạp mái để sinh sản đó, các bạn hiểu chưa? Mùa này không phải là mùa sinh sản nữa nè, mùa này là mùa thay lông. Mà xin thưa với các bạn là những cái trang mà bán trứng chim công là đa số hầu như là hết 99% là những cái trang lừa gạt các bạn rồi, nó bán giá rất là rẻ, nó bán giá rất là rẻ, hình như là 60.000 trứng đó. Các bạn biết cái trứng chim công á mà giá 60.000 á là không có đủ để bán đâu. Thí dụ như cho dù là cái trứng nó không có phôi chăng nữa, người ta mua người ta ăn vẫn bình thường, người ta ăn cho biết cái giá 60.000. Cái trứng chim công thật không có phôi thì nó vẫn rẻ, nó có mắc. Còn đằng này nó lừa các bạn mua về để ấp mà giá 60.000 ở đâu ra, không có đâu. Nó xin xin thưa thiệt với một số bạn là bạn nào mà muốn chơi chim công mà có cái suy nghĩ mà để mua trứng về để ấp á, là các bạn ha, tiết kiệm tiền đó, là các bạn tiết kiệm cái kiểu đó là nó phản tác dụng, tính ra tiết kiệm nhưng mà không phải tiết kiệm, tại vì cái trứng con chim công á, các bạn so với cái giá 60.000, các bạn so với trứng 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 con chim công thật á, thì nó rẻ, nhưng mà so với trứng gà thì nó mắc hơn gấp 10 lần rồi. Trứng gà 5-6 ngàn chứ nhiêu, mà nó bán cho các bạn 60.000 thì nó mắc hơn gấp 10 lần rồi, tính ra nó mắc không? Các bạn mua 10 trứng thì cũng 600.000 rồi đó. Mà đa số tất nhiên là nó khi mà nó quảng cáo, nó chạy quảng cáo nó bán thì nó gửi hình những cái con công thật, những cái trứng công thật nó quảng cáo nó bán cho bạn, nhưng mà khi gửi tới là nó gửi trứng gà, trứng tầm bậy tầm bạ vậy không ạ. Nhưng mà được cái là khi mình ngay ngay từ ban đầu là mình đã ham rẻ rồi, cho nên là khi mà mình nhận hàng nó, mình thấy nhiều khi mình thấy không có giống trứng trên mạng nó, mình nhưng mà tâm trạng lúc đó là chắc các bạn cũng phân vân rồi, các bạn sẽ có một cái suy nghĩ là ừ trời, nó có 60.000 à, 10 trứng có 600 nó rẻ à, trong khi đó thấy nó thấy những cái chạy khác người ta bán chim công gì tiền triệu mấy triệu diện cặp tùm lum chân, còn này 60.000 thôi lấy đại đi, nhiều khi nó nở được vài con thì cũng coi như cũng rẻ, nhưng mà thật chất là không bao giờ nở, cho dù con gà nó cũng không nở nữa, tại vì nó lừa mình mà đó. Nó được cái là nó có tiền, nó chạy quảng cáo cho nên nó tiếp xúc nó, cái trang đó, bài viết nó tiếp cận được rất là nhiều khách hàng, rất là nhiều bà con cô bác thôi đó. Các bạn thấy là chim công ha, để các bạn thấy cái con chim công trống của mình nó đang ra lông đó, cái tại vì cái đuôi nó thì mấy năm trước là mình quay cho các bạn là nó tầm khoảng cái bộ đuôi nó tầm khoảng 1,5 m lận, từ đầu mà tới tới đuôi nó tầm khoảng 2 mét lận, nhưng mà lúc này nó đang ra cho nên là nó chưa có dài, nó tầm khoảng công của mình thì nó tầm khoảng 3 tháng nữa đuôi nó mới hoàn chỉnh, đuôi nó mới dài và nó bắt đầu vô mùa sinh sản lại, còn lúc này thì nó đang ra nha các bạn. Có lẽ là khi mà tháng giêng là bắt đầu nó coi như mình lấy ví dụ như tháng giêng là nó chuẩn đuôi đi, tới tháng 6 là nó rụng toàn bộ, nó rụng sạch cái bộ đuôi luôn, là nó còn giống như con chim công mái vậy đó, lông đỡ là nó rụng luôn đó. Bây giờ nó ra lại, trong cái giai đoạn ra này nó không có múa, mà các bạn cái tập tính con công là nó múa nó mới đập mái được. Và hôm nay mình đang trước có cái con công trắng nó đẻ, nhưng mà nó đẻ đẻ thôi chứ cũng luộc ăn thôi chứ đâu có trống nào hết, cho nên là các bạn mình khẳng định là một cái nữa,
là mua trứng chim công ở trên mạng thì 100%, 99% là trứng lừa rồi, trừ khi là các bạn biết rõ cái chạy đó gần các bạn chạy lại, các bạn chia trứng, người ta chấp nhận, người ta chia chia trong cái giai đoạn mà nó trong trong con trống nó đẹp á, là tỷ lệ phôi nó mới cao. Còn mà nghịch mùa á, nghịch mùa giờ mấy con trống, các bạn mua trứng chim công thật ở trại thật thì các bạn phải dòm con trống lúc đó nó có đuôi hay không thì các bạn mới mua được, còn không thì trứng chim công thật thì nó cũng không có phôi thì nó cũng như là cũng như không thôi nha các bạn. Tóm lại thôi cố gắng kiếm ít tiền bỏ ra mua cái đại con, ví dụ mình mua con lớn không được thì mình mua con mới nở đi cho chắc cú con công luôn đó. Chứ còn mua trứng thì chắc 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 khó ăn rồi. Các bạn thấy nguyên một bầy chim công tơ bên mình đó, ở bên kia đó, chim công nuôi tới 2 năm nó mới có đuôi, nó mới có mắt đuôi 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 mắt to, và 3 năm trở lên nó mới hoàn chỉnh bộ đuôi. Nó càng lớn thì đuôi nó càng dài, mắt nó càng to càng đậm càng đẹp. Công nuôi nó như con bò vậy đó, 2 năm nó mới sinh sản, giống giống như con gà đâu. Những cái hình ảnh của trại mình đó là có một số cái trang lừa nó ăn cắp, nó lấy đặng nó quảng cáo, nó gạt cho các bạn nha. Cho nên là các bạn thấy á, hình ảnh mình như mình đưa lên là mình có để số điện thoại trên là vẫn vậy, mà nhiều khi có những cái đoạn nó không có số điện thoại, bắt đầu đăng cấp cấp nó đi chạy quảng cáo là lừa người ta. Đây là cái bộ công trắng này các bạn, à, các bạn thấy không đó, cái đuôi đó, cái đuôi con này, con nào cũng vậy đó. Con trống là lúc này là con nào cũng vậy, đang đang cả đuôi thôi. Đây là cái con công mà dễ thương nhất nè các bạn. Các bạn cái con công này là mình để ở ngay trước đặng Tết, Tết có gì à, vừa ăn mứt vừa ngắm nó múa luôn nè. Đây tới Tết là đuôi nó dài 1,5 m nè, từ đầu tới đít nó 2 m nè. Các bạn mà muốn lại chụp hình check in như nó vẫn được luôn, với điều kiện là phải có sâu có dế cho nó là được à. Mê mấy con này dữ lắm, nó ăn cái mấy cái môn thức ăn kia thì nó ăn ít, nhưng mà gao cỏ sâu dế rồi nó ăn nhiều. Đó, các bạn chụp hình check in như nó được bình thường, có chỗ nó ăn là nó check in được à, dễ lụm lắm, công này dễ lụm lắm các bạn ơi. À, chim công mua từ nhỏ tới lớn thì mình luyện nó khôn, nó khôn dễ hơn, còn chim công lớn thì luyện nó vẫn khôn. Đây, ví dụ mình mua số lượng ít thì về mình tân tiêu nó, mình cho nó ăn uống hàng ngày thì được thôi. Lại lại nó cũng đưa mặt vô cho mình check in đó cho. Cưng lắm, cưng con này lắm, cho nên để nó ở hàng đầu đặng cho khách tới là người ta có cái để người ta ngắm luôn. Tết mà mình chơi kiển, mình chơi hàng kiển, mình vừa chơi mình vừa bán, về làm sao cho thoải mái được. Gần Tết tới rồi các bạn, kiếm một cặp công về nuôi, mình nuôi từ nhỏ lớn thì mình tập nó được, nó dạng hơn nha các bạn. Nói chung là chim công lớn là mình tập nó vẫn dạng bình thường. Ví dụ như các bạn nuôi ít, nuôi một cặp hay gì này kia, mình thường xuyên mình cho nó ăn á, mình thường xuyên mình cho nó ăn, mình nặng nỉu nó thì da mỏi đau quá, cho ăn mình vuốt ve nó này kia thì nó sẽ rất là dạng, rất là dễ thương, rất là thấy cưng lắm các bạn, dạng lắm. Tới Tết là nó sẽ bắt đầu dài, cái lông đuôi nó dài tầm khoảng 1,5 m nha các bạn, rất là dạng. Về dịch kha rút của mình thì hôm nay thì có được 1-2 ổ nó đẻ nha các bạn. Chủ yếu thì lúc này nó cũng đang thay lông, nó tầm qua Tết nó mới đẹp lại và nó mới đẻ nhiều, đẻ gộ. Còn lúc này thì nó đẻ sập sồi 1-2 ổ, nhưng mà thích chọc ghẹo cho nên là nó hư hoài à. Như con này nó thay lông dịch y như dịch tơi đó các bạn, nhưng mà nó dịch dài đó, dịch đẻ đó. Nó thay lông nó cũng chuỗi lông chân mà nó thịt mốt, nó ra lông nó mướt cực kỳ luôn, mướt mướt ô luôn. 600 g con à, con này thì đang ấp nhưng mà chọc kẹo phải nhiều, nó giữ con, nó cưng ghê, giờ nó cưng lắm, nó cắn đau lắm nha, nhưng mà cưng.
Con này thì tầm 700 g, 600 g 700 g rồi nha các bạn, bở bở cưng lắm. Tháng nào cũng vậy, vừa chia sẻ thông tin chim gà kiển ở bên mình thì cũng vừa chia sẻ cho các bạn những hình ảnh đẹp của nó để mà các bạn ngắm, các bạn xem luôn. Thì hồi nãy giờ thì mình cũng chia sẻ với bạn, các bạn nào mua chim công nuôi chơi tết thì alo trực tiếp cho mình nha. Mình đang có công khoảng 8 tháng là 6 triệu cặp, còn cái loại 5 triệu cặp nữa, nhưng mà ở cái dãy ngoài kia mình không có quay. Nhưng mà mình chia sẻ với bạn là nên 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 chơi cái cặp 6 triệu, 6 triệu cái tỷ lệ rủi ro thấp, có nghĩa là chim công ấy, các bạn nhiều cô chú anh chị hỏi là cỡ đó là nuôi an toàn chưa, nói chung là cỡ nào nuôi cũng không an toàn nha các bạn, nhưng mà ý nói là cái nó càng lớn thì tỷ lệ nó rủi ro nó càng thấp hơn so với cái con nhỏ thôi. Cái con nhỏ thì mình mắc ốm này kia thì hoặc là thời tiết này kia chịu ảnh hưởng nhiều, con lớn thì đa số ở đây là nếu mà cái con mà tầm 8 tháng tuổi đó là ở đây là mình nuôi đạt trên 80% rồi các bạn, trên 80% rồi đó. Chứ còn chim công mà nuôi mà nói đảm bảo nuôi chơi sống 100% là chuyện không có nha các bạn. Còn các bạn mua chim công trưởng thành cũng không ai đảm bảo cho các bạn đâu. Buổi chiều hôm nay thì anh ba đang đi thả 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 ghẹm đó. Bây giờ mình đi theo ổng một vòng để các bạn thấy hổng mình chia sẻ cho các bạn cái cách mà làm bạc bạc cuốn nè. Các bạn thấy nó cũng tiện lợi ha. Tại vì nhiều 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 chạy quá, mà nếu mà làm mà không có đầu tư làm này thì buổi chiều mình đi kéo đậy 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 cho nó kín gió thì nó khó lắm các bạn. Sẵn này á thì mình cũng chia sẻ cho các bạn với cô chú anh chị và các bạn thắc mắc á, là nhiều cô chú họ đi học bữa hôm nay là nhiều bạn nói đó, mà nói sao thấy thấy chuồng chuồng gà chạy đầu cất quá trời luôn, mà khi mà điện tới là hỏi hết gà đó. Thì xin thưa các bạn là ở đây là tiêu chí của mình là nuôi á, cái ý định ban đầu nuôi mình là mình xác định nuôi lâu dài, nuôi lâu dài, cho nên là bây giờ mình nuôi đó làm sao á mà cái công việc của mình là phải cho nó thoải mái một xíu. Ở đây là mình không có cái ý nghĩ là mình phải nuôi làm sao mà cho nó cái kiểu như mình tham nuôi cái bằng ôm hết thị trường cho mình á. Mình nói chung là mình nuôi vừa đủ chi phí xài rồi đầu tư lại này kia thôi, còn mình cũng phải chừa thị trường để cho anh em khác mà làm đấy chứ. Nhiều nhiều người ví dụ như không muốn cho người khác làm, muốn 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 một mình nuôi hết đó. Nhưng mà các bạn biết là nuôi nuôi càng lâu thì áp lực nó, cái áp lực bệnh nó càng lên cao, nó càng lên cao. Các bạn biết là ở đây là mình nuôi á một cái chuồng vậy đó, nuôi xong một lứa gà vậy đó, mình bán xong đó mình phải cho nó nghỉ nghỉ chừng 1 tháng nửa tháng. Cái chuồng nào mà nuôi lâu quá thì mình cho nó nghỉ lâu một chút xíu, đặng mình xử lý trong cái thời gian nghỉ đó, mình xử lý đàn chuồng nè, mình xử lý vôi bột rồi mình xử lý men vi sinh rồi này kia đó, mình xử lý cho nó sạch sẽ cho nó thông thoáng với lại rồi bắt đầu mình bỏ khác vô. Đa số là các bạn thấy nguyên cái khu trại này chứ gà thì mình bỏ vô là tầm ví dụ như nó 3 phần mình thả vô mấy cái ô nó tầm khoảng 1/3 thôi, còn lại là mình để mình thay đổi liên tục vậy đó. Tại vì các bạn biết là nuôi lâu năm cái áp lực bệnh nó rất là cao, áp lực bệnh nó rất là cao. Các bạn biết là ví dụ như một cái bầy gà mình nuôi đó đâu phải là nó khỏe mạnh hết đâu, nhầm bầy thì nó cũng bệnh này bệnh nọ, sổ mũi rồi nước mũi chảy rồi đi cầu trùng rồi phân máu rồi phân xanh phân trắng rồi nói chung đủ thứ hết trơn. Mà ví dụ mình nuôi lâu năm là mình trải qua đủ thứ loại bệnh hết, cho nên là những cái trường hợp nào mà cái ô chuồng nào nó bị vậy thì mình phải cho nó nghỉ ngơi lâu, mình xử lý cho nó kỹ, cho nó nghỉ ngơi lâu, thay đổi liên tục. Các bạn làm đi rồi các bạn biết cái chuồng hay là cái gì nó cũng có cái cảm giác như nó có cái linh tính, nó cũng là một cái gì đó mình phải mình làm mình khai thác nó, mình phải cho nó nghỉ ngơi, mình phải tu sửa bảo dưỡng cho nó. Cho nên làm cái nghề là mua nuôi chim gà kiển này á, thú thiệt với các bạn là nuôi đạt này kia bán được thì nó lời cũng rất là nhiều. Nhưng mà các bạn thấy đó, mình đầu tư lại chuồng trại, đầu tư lại con giống nè, chuồng trại nè. Ví dụ như con giống đó các bạn, khi mà mình chọn mua con giống đó
Ví dụ như mình mua cái con vịt cà rốt á, cái con vịt cà rốt là lúc mình mua giống đó, là cái con vịt con thôi là 2 triệu một con, và những cái con gà đó, ví dụ như cái con gà đó rồi con gà tre Bắc đó là mình mua 4 triệu một cặp về để mình đổ giống đó. Nhưng mà khi mình đổ giống ra là mình làm gì bán được cái giá đó, mình phải bán cái giá rẻ hơn rất là nhiều, thậm chí là từ phân nửa trở xuống à nó. Nhưng mà mình nuôi hàng sinh sản mà mình bán được cái giá đó là cũng lời lắm rồi à. Nhưng mà ý nói là mình cũng phải đầu tư, mình nuôi, mình mua, mình làm chuồng rất là nhiều à, là lời nó nhiều hơn so với nuôi những cái hàng thịt. Nhưng mà mình đầu tư lại, mình phải mình tái đầu tư lại cũng rất là nhiều à. Nói chung mình trừ chi phí ra rồi trừ ăn xài hàng tháng ra thì cái số tiền còn lại là mình cũng phải nghiên cứu, mình đầu tư lại. Mình nuôi nó lâu dài thì mình phải làm chuồng bài chạy bài bản cho nó rộng, nó thoáng, nó thoải mái nó chứ. Mình khai thác nó mà. Ví dụ như một cái ô chuồng 4 4 ngang 4 mét, dài 4 mét, thì nhiều khi mình thả có mấy con chim vô đây. Nhưng mà mấy con chim đó mình nuôi lên nó lâu năm. Mình nuôi nó ở trong đó lâu năm rồi thì mình phải cho nó thời gian thoải mái. Chia sẻ cho các bạn vậy. Rất là nhiều chuồng, nếu mà các bạn tưởng tượng anh bao nhiêu chuồng này á, là mình nếu mình thả hết gà chim vô đây thì nó tới nhiều lắm, nó mình không biết thể, nhưng cả ngàn con á, cả ngàn con á chứ không phải là ít đâu. Nhưng mà mình làm ít thôi, mình tặng mình thay đổi chuồng qua đổi chuồng lại. Ví dụ như cái mấy ô này đi, mình nuôi chim công tơ thì tầm cái giai đoạn từ khoảng từ 2 tháng là chim công ra đây, mình nuôi tới 6 tháng là mình cho nó qua bên kia rồi, thì từ 2 tháng tới 6 tháng là mình bán cũng được một ít rồi, thì còn là một ít mình cho nó qua cái chuồng bên kia, cái dãy ô bên kia đó hồi nãy nó là cái ô 8 tháng đó. Cho nói chung là từ 6 tháng mình thảy bên kia mình nuôi tới tới khi mà mình bán hết luôn. Cho nên ví dụ mình cũng canh số lượng nữa. Gà thì đa số thì các bạn chuộng nhiều hơn, tại vì con gà nó coi cái con gà tre mini thì nó thích hợp cho một số các bạn nhỏ chơi, với hơn nữa là nhà, cô chú anh chị mà nhà ở chợ đó người ta có thể nuôi trong cái lồng nhỏ diện tích thì nuôi, thì gà thì cho nên là cái số lượng gà bán được nhiều hơn. Chim công thì nó cũng đẹp, nó rất là đẹp, cái giá nó cũng bình dân thôi, nhưng mà cái diện tích nuôi nó đòi hỏi phải lớn, cho nên là các bạn cô chú nào mà có nhà vườn á nuôi nuôi mới được, chứ còn ở chợ nuôi cũng được, còn gà ở chợ nuôi được, gà thì kiểu nào nuôi cũng được, chỉ cần cái lồng nhỏ thôi à. Quay trở lại với mấy cái màn bạc này các bạn à, bữa hổm mình cũng chia sẻ cho các bạn cái cách làm rồi à, một cái miếng mủ bạc 6 mét mà bự lên 2 mét như vậy thì nó tầm khoảng đầu tư vô mà kéo kéo lên kéo xuống xe tròn như vậy đó là khoảng 400 mấy các bạn. Tại vì miếng mủ không là mình đặt nó là 240 rồi, hai cây sắt nữa, hai cây sắt luồn vô đó, hai cây sắt ống 21 đó là 140 nữa, rồi hai cái gồng gập 30.000 nữa, 20.000 dây nữa, tính ra 420 á, 420 430 gì đó cảm tính rồi. Nó nãy giờ các bạn thấy là mình làm một bên mũ cao su và một bên vải đó, thì hổng cũng chia sẻ với các bạn rồi. Bữa nay thì theo anh ba chia sẻ với các bạn cái buổi chiều này đó, thì mình cũng chia sẻ lại luôn. Cái bên Dũng bên bên ở bên mé Dũng này á, không có xịt thuốc cây cối này kia, không có xịt thuốc đó, thì mình sử dụng vải đặng cho nó mát, tại vì khí hậu mình đây là qua tới cái mùa mà nắng nóng đó, nó nắng dữ lắm, cho nên là nếu mình làm mũ bạc hết thì qua tới mùa nắng nóng mình phủ xuống hết 2 bên thì nó nóng nó hầm dữ lắm, còn mình phủ một bên đó thì đầu hôm thì nó hầm, nhưng mà gần sáng tầm khoảng 2 giờ sáng bắt đầu có mùi sương già rồi xuống này kia, gà mình nó dễ bệnh, cho nên là mình kiểu gì mình phải làm che bít. Cho nên là cái bên phía mà Dũng này là không có xịt thuốc đâu, men rồi này kia, mình sử dụng vải cho nó thoáng cho nó mát. Còn cái bên mà phía vườn tiếp giáp với sầu riêng thì mình chỉ sử dụng mủ bạc cao su, tại thì mủ bạc cao su nó sẽ kín hơn, nó chặt chẽ hơn, cho nên là xịt thuốc sâu hít cỏ ngoài thì nó cũng thoải mái hơn. À, nhờ trồng sầu riêng như này kia mà xịt thuốc từng xịt một lần, cho nên là cái môi trường ngoài nó cũng sạch lắm, mình nghĩ là nó sạch quy good lắm. Còn ở trong môi trường trong đó, mình sử dụng thuốc sát trùng chuồng trại mình xịt xịt trong. Rồi lúc trước chưa trồng sầu riêng thì mình cũng sử dụng thuốc sát trùng chuồng trại để mình xịt, còn bây giờ trồng sầu riêng thì ở ngoài mình ít xịt lắm, mình xịt chuối, xịt xử lý trong chuồng thôi, xịt thôi, còn nền chuồng thì xử lý
men vi sinh với vôi bột. Này, các bạn thấy giải này nó rẻ, giải này nè, được cái nó rẻ hơn cao su, đầu tư nó rẻ hơn cao su. Cao su mà thiết bên mũ bạc kéo cao su cứ một miếng là 420 ngàn tính tới nha, miếng 6 mét. Ví dụ cái chạy này là mình gần 50 mét. 50 mét thì cũng 50 mét, 50 mét một bên đó nha. Hai bên là 100 với hai cái đầu nữa là 110. 110 mét thì cứ 6 mét thì 420 đến tới, còn cái chạy ngoài nào ở chạy ngoài đó thì 30 mấy mét nha. Bạn thấy không? Kéo lại rất là kín gió ha. Làm sao là cái chỉ tiêu là cái chạy của mình là mùa nắng nóng là nó phải thông thoáng, còn mùa mưa gió bão là nó phải ấm cái chuồng đó, vậy nó mới ok. Cái chạy trong đó, cái chạy đó thì công lớn công đẻ cho nên là chừa lại một mặt để cho nó thoáng nha. Bằng đêm nếu mà lúc còn ấm chim công nào nhiều thì bên đây nó rất đẹp, sáng trưng thì giống như là người ta trồng thanh long vậy đó. Đó, cái chuồng ấm thì lúc trước thì nuôi chim chỉ thì dựng kín mít, còn bây giờ thì cũng tháo ra hết để làm mũ bạc kéo lên kéo xuống, ban ngày kéo lên cho nó sáng cho nó có nắng nóng mà khỏi bật đèn, còn ban đêm thì nó lạnh. Gà lớn thì mình bắt bóng đèn nhỏ. Gà này tầm khoảng tháng mấy 2 tháng thì mình bắt bóng đèn 60W được rồi, còn nó dưới 1 tháng thì mình bắt ban đêm thì mình phải bắt bóng đèn 100W cho nó, để cho ban đêm nó có ăn được chút đỉnh thì nói được. Thôi thì video hôm nay mình chia sẻ cho các bạn tới đây, mình xin kết thúc video nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video là lần sau nha. Tháng nào cũng cập nhật, cũng gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, đặc biệt là trong những cái thời gian mà đường đi nó còn khó khăn là bạn vẫn ủng hộ. Tới thời điểm này là cũng gần 10 năm rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào, hẹn gặp lại các bạn nha. Các bạn nào mua chim công thì alo trực tiếp cho mình nha. Còn gà thì khoảng 1 tuần nữa mình tách cặp ra, khi mà các bạn liên hệ mình thì mình sẽ nhắn qua Zalo cho các bạn, mình gửi hình kèm giá cụ thể từng cặp gà và cho các bạn xem, các bạn lựa nha. Còn bây giờ thì tạm thời mình đang làm vaccine cho nên là mình đợi cho nó sung sung khoảng tầm 1 tuần nữa mình sẽ tách cặp nha, cũng đang nôn bán lắm các bạn ơi.